Hello mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Bảo đến từ KTM và Husqvarna Sài Gòn. Và hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người một siêu phẩm dòng Adventure đến từ nhà KTM. Đây mọi người có thể thấy ở đây 1290 Super Adventure. Đây là bản đời năm 2022 và đây là bản S, tức là bản đường trường. Vậy thì đối với cái mẫu đường trường dòng Adventure mà to nhất của KTM thì nó sẽ có những gì? Thì đầu tiên là về cái hình dáng bên ngoài của xe. Đây là một dòng Adventure dòng lớn. Nó mang trong mình một cái khối động cơ đến 1301cc. Và đây là dòng động cơ V-twin. Đây là dòng động cơ lớn nhất hiện tại của KTM đối với những cái dòng xe mô tô. Thì về cái kiểu dáng trước đi ha, thì xe có được một cái kiểu dáng rất là to lớn, rất là bề vệ. Nhìn thôi là cũng đã thấy nó to lớn rồi. Và nhìn thôi là đã thấy là cái việc mà chạy chiếc xe này trên đường nó ngầu đến cỡ nào. Thì đầu tiên là về phần đầu đèn của xe. Thì mời cameraman mình có thể quay vào gần cái đầu đèn này. Đây mình có thể đưa cái mặt mình vô để mọi người có thể so sánh được là cái đầu đèn này nó to đến mức nào. Thì cái đầu đèn này nó là cực kỳ sáng. Và nó có một cái rất đặc biệt, thì ở đây mọi người có thể thấy đây là đèn pha và đèn cốt của xe, thì nó nằm ở phía trên này, nằm ở mặt phần phía trên này, nó chia ra làm hai bên, thì một phần là pha, một phần là cốt, cũng như là cái dãy đèn định vị daytime running light nó sẽ chạy dọc hai bên cái mặt đồng hồ này. Mọi người, đây là mặt đầu đèn này. Và cái điểm đặc biệt của chiếc Super Adventure này thì nó sẽ có một cái dãy đèn ở phía dưới dành cho hai bên của đầu đèn, thì đây chính là đèn LED. Thì đèn LED của chiếc 1290 Super Adventure này thì nó sẽ được sử dụng khi mà mọi người vào cua. Thì tùy theo cái góc độ cua và tùy theo cái tốc độ của xe mình thì nó sẽ bật sáng ở những cái mức nó sẽ phù hợp nhất cho cái phần trong cua của anh em mình. Thì tiếp tới cái phần đầu đèn thì cái phần phía trên một tí là cái phần kính chắn gió của xe. Thì phần kính chắn gió này nó được cấu tạo là vác xéo, sau đó là vác thẳng đứng lên. Thì cái phần vác thẳng đứng này nó giúp cho cái lượng gió khi mà đánh vào tới đây thì nó sẽ đưa lên thẳng, nó sẽ không đánh vào phần người lái. Và đặc biệt thì cái kính chắn gió này mình có thể nâng lên nhờ một cái lẫy ở phía trong này. Mọi người có thể nhìn qua phía bên này, phía ngang của xe đó, mình có thể nâng lên hạ xuống ngay cả trong lúc chạy luôn ha. Đẩy lên cho những người mà có cái chiều cao cao hơn và nó mình muốn chặn cái phần gió nhiều hơn, cũng như là hạ xuống sẽ dành cho cái việc là mình chặn ít gió hơn, và dành cho những cái cung đường mà anh em mình phải đứng nhiều thì hạ cái kính chắn gió xuống, nó cũng sẽ giảm bớt cái nguy cơ là mình có thể bị đập cái phần mũ bảo hiểm vào cái kính chắn gió. Rồi những cái phần tiếp theo thì ở đây nó sẽ có một cái cụm nhỏ ở đây, thì đây là cái phần gọi là radar của xe. Thì cái phần radar này thì mình sẽ nói kỹ hơn trong cái phần khi mà nói về những cái công nghệ trên cái xe Super Adventure này. Cộng thêm đó nữa thì cái phần dàn áo thì đang được sơn và phủ một cái lớp đề can cam và đen. Thì cái phần cam này nó ít thôi, nó tô điểm thôi, hầu hết là màu đen. Và cái vẫn như là cái thiết kế đặc trưng của nhà KTM thì cái phần bình xăng cũng đã được đưa xuống phần phía dưới này, nó tạo thành một cái chữ U ngược. Và cái bình xăng này nó sẽ có 3 phần, phần ở phía dưới bên này, phần bên này và cái phần ở giữa ở đây. Thì cái bình xăng này nó cũng sẽ có một cái tác dụng rất lớn là nó sẽ giúp là giảm được cái độ to lớn ở cái phần trên này, và nó đưa được cái trọng tâm của cái xe thấp hơn. Và cái phần bình xăng này ở ngoài nó sẽ có một cái lớp bảo vệ cái phần nhựa chịu va đập và mài mòn ở đây. Tiến tới một chút, sát hơn một tí thì mọi người có thể thấy ở đây là cái phần quạt tản nhiệt của xe. Thì xe sẽ được trang bị hai bộ tản nhiệt lớn, bộ tản nhiệt bên trái và bên phải, thì mỗi bộ tản nhiệt sẽ có riêng một cái quạt ở trong này. Cái quạt này nó khá là lớn, nó sẽ to bằng cả một cái bàn tay của mình luôn. Thì nó giúp cho cái việc giải nhiệt động cơ rất tốt. Và cái điểm đặc biệt của cái quạt tản nhiệt này thì nó sẽ có một cái cánh ở đây. Nó sẽ giúp cho cái việc là gió, nó hướng gió ra thì nó sẽ hướng ra phía ngoài này, nó hướng ngang ra, nó sẽ không đẩy vào chân người lái, thì gây cái cảm giác nóng khi mà chạy lâu. Và tiếp đến thì cái phần khung xe, thì đây là cái phần khung sườn chính của xe. Như mọi người có thể thấy thì ở đây mình sẽ thấy ra được là ba cái cây sườn chính. Thì với một chiếc xe mà 1300 phân khối nhưng mà chỉ đi những cái sườn nó rất là mỏng manh vậy thôi, thì mọi người nghĩ là nó không đủ chắc chắn. Nhưng mà thật ra với cái công nghệ của KTM thì những cây thanh sườn này nó cũng sẽ
đủ để mà có thể chịu được trọng lượng của toàn bộ chiếc xe cũng như là cái điều kiện sử dụng nó khắc nghiệt nhất. Thì tiếp đến là cái phần khung phụ phía sau, thì đây mọi người có thể thấy phần khung phụ phía sau nhìn nó cũng rất là đơn giản thôi. Nói chung thì xe của KTM với đối với dòng Adventure thì để giảm cái trọng lượng đến mức tối đa thì các kỹ sư đã tính toán đưa cái khung sườn này làm sao mà cho nó nhẹ nhất nhưng mà vẫn đảm bảo được cái độ cứng chắc khi mà mọi người sử dụng trên đường. Rồi tiếp theo là cái phần gấp. Thì cái phần gấp thì vẫn là đi theo cái thiết kế truyền thống của KTM hồi xưa giờ, vẫn là xe được đúc đai cáp và có những cái thanh dằn ở giữa. Cái gấp rất là mỏng, rất là nhẹ nhưng mà vẫn đảm bảo được cái độ chắc chắn để có thể sử dụng cả on-road và cả off-road trên chiếc xe này. Nói tiếp theo đến cái phần mâm, phần bánh, cái phần mà trực tiếp là tác động đến cái mặt đường, thì xe được trang bị một cái bộ bánh mâm là 19-17 cùng với cái lốp là cái size phía sau là 107 và phía trước là 102, thì nó sẽ đáp ứng được cho nhu cầu của những người mà họ sẽ sử dụng on-road nhiều hơn và đôi khi là mình có thể sử dụng trên những cung đường off-road nhẹ. Với cái bộ vỏ này thì nó sẽ thiên về on-road là nhiều. Nếu mà mọi người muốn sử dụng cái chiếc Super Adventure này cho off-road thì mình khuyên là nên thay lại bộ vỏ này một tí xíu. Mình có thể đi một cái vỏ nào đó nó gai hơn một tí, nó sẽ dual sport hơn tí thì mình sẽ đi những cung đường off-road nó sẽ tiện lợi hơn. Đối với cái mẫu Super Adventure 1290 Super Adventure bản S này thì mình sẽ được trang bị là yên đôi, thì giúp cho cái người ngồi lái cũng như là cái người hành khách ngồi phía sau nó sẽ có cái cảm giác là nó thoải mái hơn rất nhiều. Và cái người ngồi lái phía trước cũng có thể có cái chỗ để mình có thể dựa vào khi mà mình đi những cái cung đường xa. Thì yên này cũng chỉnh được 2 tầng. Ở đây Bảo đang để yên là mức 850mm. Thì mình có thể đổi nó qua là cái mức yên 870mm với một số động vật vài động tác đơn giản thôi. Mình sẽ thực hiện thử cho mọi người coi. Thì đầu tiên là mình sẽ bấm cái nút phía ở đây để mình có thể mở được cái yên sau ra. Đấy. Thì sau đó là mình sẽ đưa cái phần yên trước này lên ở cái mức cao hơn một tí. Đây, đã hoàn thành xong rồi đó mọi người. Thì cái yên này nó đang là 870mm. Và nếu mà hạ cái chống đứng xuống á thì mọi người sẽ thấy nó cao cực kỳ. Với Bảo 1m75 nhưng mà Bảo chống con này nếu mà hạ cái chân chống đứng xuống thì Bảo chống chỉ được hai cái mũi bàn chân thôi. Thì đây là một dòng xe Adventure tầm cao cấp và nó thuộc là một cái xe nhập châu Âu hoàn toàn nên là nó sẽ đi theo cái form châu Âu. Nên xe là khá cao so với là cái chiều cao trung bình của người Việt Nam. Đối với Bảo thì Bảo cũng sẽ sử dụng là cái yên thấp thôi chứ yên cao cũng với không tới. Rồi. Ok mọi người, thì giờ mình đang ngồi trên chiếc Super Adventure và mình sẽ giới thiệu với mọi người sơ qua về cái cụm công tắc ở trên xe ha. Thì đây là cái phần ghi đông của chiếc Super Adventure. Đó vẫn là một cái ghi đông trần và nó có một cái bảo vệ tay lái phía ngoài cũng như là cái cụm côn này thì nó đến từ Magura và cái cụm phanh bên này thì đến từ Brembo. Vẫn là những cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Ở đây mọi người có thể nhìn vô sát cái cụm công tắc. Mình có thể mở lên một chút cái đèn backlight cho mọi người coi. Đó, mọi người có thể thấy cái phần đèn nó đã được sáng lên rồi, mọi người thấy không? Này thì nếu mà khi mà mình đi vào những cái cung đường tối thì cái cụm đồng hồ này nó sẽ sáng lên rất là đẹp. Và cái việc mà mình định vị những cái nút này nó rất là dễ dàng. Và ở đây thì nó có rất nhiều nút và mình sẽ để dành và mình giới thiệu với mọi người ở cái phần sau. Và nhưng mà cái cảm giác bấm như những cái nút này nó rất là sướng tay nha. Đúng là xe đến từ châu Âu có khác, bấm cực kỳ đã tay luôn. Rồi phần bên này thì nó sẽ là cụm điều khiển cũng như cruise control. Và còn phần bên này thì là sẽ phần tắt mở động cơ cũng như là khóa xe. Và đèn ở đây thì nó sẽ là đèn hazard, tức là đèn ưu tiên. Đặc biệt ở đây mình sẽ có một cái nút mọi người có thể nhìn sát qua phía bên này một tí xíu. Đây. Đối mọi người thì cái phần nút bên này mình sẽ sử dụng để làm gì thì mọi người hãy comment cho mình biết, khi mà nếu mà mọi người có biết cái phần nút ở đây mình sẽ sử dụng để làm gì nha. Rồi đây là cái giao diện khi mà mình khởi động cái màn hình lên, mời mọi người coi nha. Đây là sẽ là cái giao diện của xe và mình xin để dành phần này cho phần 2 của chiếc Super Adventure này.
để mình có thể giới thiệu kỹ hơn với mọi người về những cái công nghệ có được trên xe. Thì một cái điểm đặc biệt nữa của chiếc xe này thì nếu mà mọi người có thể nhìn quan sát kỹ cái phần ở chỗ này thì mọi người sẽ không thấy có một cái rất là quan trọng, đó chính là cái phần cắm chìa khóa. Thì đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là chìa khóa của Super Ranger. Như xe hơi, nhìn rất là xịn sò, cầm rất là chắc tay. Và đây thì đây là một cái chìa khóa từ. Và đây mình cũng sẽ có một cái nút bấm nhỏ, nếu mà mọi người biết là mình sẽ bật mí được cái chức năng của cái nút bấm này sau nha. Đó, thì mình bấm vô mình sẽ, mọi người sẽ thấy nó hiện đỏ lên nè. Và ở đây thì chiếc Super Adventure cũng sẽ trang bị một cái hộc chống nước để mình có thể bỏ được những cái đồ lặt vặt. Thì ở đây mình có thể, như bảo test rồi á, thì mình sẽ chỉ để được một cái chiếc điện thoại iPhone 11 thôi, chứ nếu bự hơn thì sẽ không vừa. Và phía trong này thì mình sẽ có một cái cổng sạc USB tay, USB-A đó, nhỏ nhỏ phía trong này, nếu mà mọi người có thể thấy được đó. Rất là tiện lợi, rất là nhiều thứ trên chiếc xe này. Và một điểm đặc biệt nữa mà hồi nãy giờ bảo quên không nhắc tới, đó chính là cái việc là cái đồng hồ này. Nếu mọi người nhìn kỹ vô cái đồng hồ này thì mọi người sẽ biết được có một cái rất đặc biệt là nó có thể lật được. Đây, lật được lên một tí xíu. Đây là dành cho khi mà anh em mình đứng đi off-road thì mình lật cái mặt đồng hồ lên để mình có thể vừa đứng vừa quan sát được cái mặt đồng hồ. Và khi mình để tay vào đây, mình có thể lật nó xuống một tí. Đó, là khi mình ngồi thì cái phần đồng hồ nó sẽ hiển thị mình một cách rõ ràng nhất để mình có thể theo dõi cái những cái hoạt động của xe một cách tốt nhất. Mọi người đã coi hết phần 1 tổng quan về phía bên ngoài của chiếc siêu phẩm Adventure này của nhà KTM. Thì tới phần 2 mình sẽ hứa hẹn là sẽ nói với bạn những cái thực sự hay ho được trang bị trên chiếc xe này về mặt công nghệ, cũng như là những cái trang bị mà chỉ có Super Adventure mới có được. Mọi người cùng theo dõi cái kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.